Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa bàng hoàng trước sự việc một nam học sinh đã dùng dao đâm trọng thương thầy chủ nhiệm của mình và bỏ trốn ngay sau đó. Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4, thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A6 trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa ra khỏi cổng trường thì bị một nam sinh lớp 12A6 đâm trọng thương vào vùng bụng. Ngay sau đó, thầy giáo này đã được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Cuba Đồng Hới. Nam sinh gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thầy giáo thấy nam sinh này có hình xăm ở cổ nên đã nhắc nhở học sinh xóa hình xăm. Hậm hực vì bị nhắc nhở nên học sinh này đã có hành động như trên. Những ngày vừa qua, ngành giáo dục và dư luận lại tiếp tục đau lòng trước sự việc một giáo viên chủ nhiệm lớp 3, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã bắt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lau bảng để phạt học sinh này đã nói chuyện trong lớp. Sự việc xảy ra từ hồi tháng 2 nhưng cho đến nay mới được phụ huynh phản ánh. Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản khẩn gửi đi các địa phương để chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nghề giáo. Để phạt học sinh nói chuyện, cô giáo chủ nhiệm lớp đã hòa một cốc nước phấn, sau đó vắt thêm nước giặt rẻ lau bảng và yêu cầu ai nói chuyện thì phải uống. Phương Anh là người nhận hình phạt này trước lớp. Lúc ấy cô bảo nước phấn vẫn còn trắng lắm, chưa đặc lắm. Che mắt là chứ không cười ạ. Vì sao lại phải che mắt? Tại nhìn chứ cháu cũng che mắt, người ta mới che mắt. Tại sao các bạn che mắt? Tại thấy kinh quá. Có phạt, một hình phạt là đi dọn dẹp nhà vệ sinh và một hình phạt là lau dọn bàn ghế ấy, xong bây giờ mới đến hình phạt là vắt rẻ lau bảng. Sợ nhưng mà thôi gọi chuyện nhà của ba nên là cũng dám nói. Muốn của bà nội của cháu Phương Anh là cho cháu đi kiểm tra sức khỏe để xem là cháu có bị nhiễm khuẩn ở trong đường ruột hoặc là phổi của cháu không. Nếu mà không việc gì thì là gia đình rất là mừng. Nếu mà có vấn đề gì thì để chữa trị cho cháu, không có thì cháu bị tổn thương. Gia đình cũng mong muốn là làm sao sáng tỏ cho cháu. Thế còn thì bây giờ thì cái danh dự của cháu thì giờ như thế này thì không lấy lại được nữa rồi. Cháu tổn thương luôn, quá lặng. Ngay sau nhận được thông tin từ phía gia đình, nhà trường đã xác minh vụ việc và thừa nhận hành vi của cô giáo. Đây là giáo viên dạy hợp đồng, ký theo từng tháng một. Ngày hôm qua, hội đồng nhà trường đã họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên này. Còn về phía ngành thì cũng thay mặt lãnh đạo ngành mình cũng đã nhận trách nhiệm kiểm điểm và xin lỗi nhân dân, bởi vì nó thực ra là con sâu làm rầu nồi canh. Thế và cũng muốn là lấy lại cái hình ảnh nó đỡ méo mó của giáo dục và những cái sự việc. Nhưng mà cái sự việc này thì cũng là một cái bài học đau xót. Theo chia sẻ của nhà trường sẽ cố gắng giúp Phương Anh có thể tháo gỡ những khó khăn về tâm lý khi trải qua sự việc vừa rồi. Nhưng ngay sau khi cô giáo chủ nhiệm cũ bị cho thôi việc, thì em lại phải chịu áp lực từ chính các bạn của mình. Bạn cứ bảo là mình gây ra cho mấy bạn nên là cô giáo của lớp rồi không ăn được các kiểu. Thì con có giải thích sao với các bạn không? Chết. Không, à con có giải thích chứ. Thế là mấy bạn ấy không tin nên là một đẩy đánh đấy. Gần một tháng kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng Phương Anh vẫn có thể tả lại tường tận mùi vị của cốc nước đó. Và cảm xúc sợ hãi của em không hề vơi đi. Hình phạt cho việc nói chuyện riêng trong lớp này có lẽ sẽ đi theo em đến hết thời học sinh và có thể còn lâu hơn thế nữa.